Xin chào thì các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình là Kiên và đang có mặt tại Hà Nội. Thực sự thời tiết Hà Nội mấy ngày hôm nay nó rất là nắng nóng và khó chịu, khi ban ngày thì cứ nắng chang chang như này, tối thì mưa, nên là ngày hôm sau nó rất là oi bức. Cái thời tiết này mình nghĩ là có lẽ ôm phản lan ra biển nó là một lựa chọn vô cùng là hợp lý rồi. Chỉ cần được ngửi cái mùi mặn của muối biển mà nghe cái tiếng sóng vỗ thôi nó đã rất là sảng khoái và mát mẻ. Chứ nghĩ đến việc đi làm mà lựa chọn bộ quần áo mặc nó đã khó, chứ đừng nói đến việc lựa chọn một chai nước hoa để sử dụng, nó còn khó hơn rất nhiều. Có bạn nào gặp khó khăn trong cái việc lựa chọn chai nước hoa mùa hè để có một mùi hương mát mẻ, dễ dùng, dễ ngửi cho bản thân mình và những người xung quanh và có độ bám tỏa tốt như mình không? Nhưng mà không sao, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một chai nước hoa mà có thể đáp ứng các yếu tố đó và sẽ là lựa chọn hàng đầu của mình trong mùa hè sắp tới. Trên tay mình đây đang là hai bản nước hoa khác nhau của Live Blue, một bản có nồng độ All Ultraless và một bản có nồng độ All Instant. Hãy cùng mình đi phân tích qua về hai chai nước hoa này nhé. Dolce & Gabbana Live Blue Pearl Home All Ultraless được ra mắt vào năm 2007 bởi một perfumer rất nổi tiếng, đó là Olivier Quip. Sau một năm ra mắt thì chai nước hoa này đã đạt danh hiệu là chai nước hoa tốt nhất cho nam giới, được Fifi bình chọn vào năm 2008. Mở đầu bằng một nốt hương cam quýt rất là dễ chịu, gồm có cam bergamot, bưởi, cam Sicilian và cây bách xù. Thì cái tổ hợp mùi hương citrus này nó tạo nên một cảm giác rất là dễ chịu, mát mẻ. Và nó sẽ có một chút cay cay nhẹ của tiêu, nhưng cái vị cay này nó sẽ nhanh chóng lắng dần xuống và nhường chỗ lại cho cái vị trầm của nhang. Như mình đã review mấy chai nước hoa trước thì cái nốt hương của nhang nó sẽ kéo chai nước hoa nó hơi tối lại và hơi trầm xuống, và nó sẽ tạo nên một cái hiệu ứng rất là thoải mái, dễ chịu và thư giãn đầu óc bởi cái cây hương thảo. Cái cây hương thảo mình đã từng viết một cái bài ở trên Insta và Facebook nói về cái công dụng của cây hương thảo này. Các bạn có thể tìm thấy cây hương thảo rất nhiều ở trong đời sống hàng ngày. Và cái tác dụng của nó là khi bạn trồng ở trong nhà, nó sẽ xua đuổi côn trùng. Và khi bạn cắt một nhánh ra và bạn ngửi thôi hoặc là bạn đốt lên thôi thì nó sẽ làm giảm stress khá tốt và tăng lại cái động lực cho cái tinh thần cho một tuần làm việc rất là mới mẻ. Cuối cùng của chai nước hoa này thì mình ngửi thấy một chút của xạ. Ngoài ra thì nó còn có những ghi chú những cái nốt như là gỗ, như là rêu sồi, nhưng mà mình thực sự là không cảm thấy nhiều ở chai nước hoa này. Tại vì cái độ bám của chai nước hoa này trên da mình nó chỉ khoảng tầm 3 tiếng, nên là cái độ biến chuyển của nó quá nhanh, nên là mình nếu như không để ý thì mình thực sự là không nhận thấy được cái nốt xạ hương trên chai nước hoa này. Về đánh giá của mình về phiên bản EDT này thì mình nghĩ là vào những năm 2007-2008, khi mà nước hoa nó thực sự chưa được phát triển cho lắm, thì đây là một phiên bản rất tốt dành cho mùa hè và cái mùi citrus nó khá là tuyệt vời. Nên là mình sẽ không lạ lẫm gì khi nó được bình chọn là một trong những chai nước hoa tốt nhất cho nam giới vào thời điểm đó. Nhưng mà có lẽ với cái xu thế và cái sự phát triển của trong nước hoa bây giờ thì đây sẽ là một cái phiên bản không còn tốt nữa, khi cái độ bám tỏa ở chai nước hoa này thực sự là quá là kém và cái mùi hương thì nó cũng khá là đại trà so với thời đại bây giờ. Với cái điểm trừ như vậy thì mình sẽ không khuyên bạn sử dụng chai nước hoa Dolce & Gabbana Live Blue phiên bản EDT, mà mình sẽ khuyên các bạn sử dụng một phiên bản mới của chai nước hoa này, đó là Dolce & Gabbana Live Blue All Instant. All Instant được ra mắt vào năm 2017 sau 10 năm ra mắt bản gốc của nó, và theo như cái ghi chú của người sáng chế đó là Amato Muller, thì Amato Muller mình đã từng nói về một cái sản phẩm khá tốt của ông này, đó là Acqua di Gio bản Pearl Home và Acqua di Gio bản Profumo. Đây là một phiên bản của nhà sáng chế Amato Muller. Thì theo ghi chú của Muller thì phiên bản mới này được loại bỏ đi những cái nốt, đó chính là cam bergamot, là nhang, là hương thảo, là rêu sồi và gỗ, và được thêm vào một cái nốt đó chính là gỗ hổ phách. Thì cái chai nước hoa này nó có một sự khác biệt hoàn toàn đối với
bản gốc của nó, khi mà cái DNA mà mình nghĩ mang đến sự khác biệt nhất định đó chính là cái độ bám tỏa chai nước hoa này. Mình đã từng xịt chai nước hoa này 3 shot vào ra đường thì cái độ bám tỏa của nó khoảng được tầm 10 tiếng. Nó rất là ấn tượng so với bản gốc của nó. Và cái mùi hương nước biển được Amaretto Mulot thêm vào như những chai nước hoa Acqua di Gio và Acqua di Gio Profumo, nó làm một cái điểm nhấn rất sâu. Nó tạo cho các bạn một cái cảm giác khi là như đang đứng ở trong vùng biển của Địa Trung Hải vậy. Phiên bản Incense này được mở đầu bằng cái nốt hương nước biển, cam Sicilian và bưởi. Nốt hương nước biển này khi xịt ra nó sẽ làm cho các bạn cảm giác có một chút mặn mặn. Có lẽ chính cái hương nước biển này cũng làm cho bưởi nó tươi hơn, sáng hơn và dày hơn. Tiếp đó thì bạn sẽ nhận được một chút đắng đắng của cây bách xù. Và sau khi dry down xuống bạn sẽ thấy nó khá là ngọt của gỗ hổ phách và xạ hương. Thực sự đây là một cái mùi hương rất là tuyệt vời và sẽ là cái lựa chọn rất tốt cho mình khi mình tìm một chai nước hoa mà nó đảm bảo đủ các yếu tố từ mùi hương đến độ bám tỏa trong mùa hè sắp tới. Mỗi lần mình xịt chai nước hoa này mình có cảm giác mình đang đứng trước một bờ biển vậy. Và thực sự là với thời tiết nắng nóng như Hà Nội này thì mình chỉ muốn nhào xuống đó ngay lập tức thôi. Về cái độ bám tỏa của chai nước hoa này thì mình đã nói qua về cái độ lưu hương của chai nước hoa này rồi. Còn cái độ tỏa hương của chai nước hoa này thì nó khoảng tầm một cánh tay khi bạn mới xịt và sau đó giảm dần theo thời gian. Về cái thời điểm sử dụng thì mình nghĩ là nó có thể sử dụng khá là nhiều lúc, nhiều nơi và rất dễ dùng cho những bạn mới tiếp cận với nước hoa. Và mình có thể sử dụng đi làm, đi chơi, đi thể thao, đi biển trong những ngày nó khá là nắng nóng. Và tất nhiên thì mình vẫn sử dụng phiên bản EDT của nó vào những buổi hẹn hò với thời gian ngắn và những ngày mát mẻ. Tại vì thực sự là cái độ bám tỏa nó không tốt nhưng mình vẫn thích cái mùi hương này. Tại vì nếu như bạn nào không thích cái độ sâu của nước biển, cái vị mặn của nước biển và cái độ bám tỏa có lẽ là hơi lâu của phiên bản Instant thì các bạn có thể lựa chọn phiên bản EDT. Mỗi một phiên bản nó đều có những cái thời điểm sử dụng khác nhau. Nếu bạn biết cách sử dụng hợp lý thì nó đều có những cái điểm mạnh nhất định. Vừa rồi là cảm nhận cá nhân của mình về hai phiên bản Light Blue của nhà Dolce & Gabbana. Mong rằng qua đây các bạn sẽ có những cái lựa chọn chính xác nhất để đối phó với cái nóng mùa hè sắp tới. Và cảm nhận của các bạn ra sao? Các bạn muốn mình review những chai nước hoa gì thì hãy bình luận bên dưới và đừng quên like, subscribe kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại. À mà quên mất, nếu mà mình hôm nay mình chưa xịt nước hoa, phải tranh thủ thôi. Very good.